Tí chào cả nhà, hôm nay Tí làm một món cá cơm chiên. Thì đây Tí có mua 300 gram cá cơm. Thành phần là có hành lá, sắc nhuyễn, có một cái trứng hộc vịt đánh ra. Ở đây là hạt nêm, chút xíu bột ngọt và một chút xíu tiêu. Và Tí dùng chiên hôm nay là có cái bột này, bột chiên giòn. Bột chiên giòn này thì nó không có gia vị. Giờ Tí đi nêm gia vị vô. Thì thành phần là đây có hạt nêm, có tiêu, có xíu bột ngọt. Ở đây là có hành lá cho vô luôn. Đây một cái trứng hộc vịt đánh mình cho vô luôn. Cái bột này thì Tí cho vô cái chén. Cho chén và Tí cho một miếng nước vô đây, Tí đánh cái bột này. Rồi Tí cho hết vô cá luôn. Và trộn đều lên. Dầu mình cũng nóng rồi, bây giờ mình cho cá vô chiên. Mình lấy cái giá này nè, múc cỡ tầm như đây thôi. Để khi nào vàng mình chảo. Đây cá của mình cũng đã vàng một bên, bây giờ mình chở đi rồi lát rồi mình chở tiếp qua chứ nữa. Rồi lát mình muốn vàng nữa mình sẽ chở lần nữa. Còn giờ mình chở để cho cái cá ở trên nó giòn, không nó sẽ bị rớt. Giờ nó vàng cái bên nó dưới rồi, bây giờ mình chở lần nữa nha, chở lần nữa cho nó giòn luôn. Miếng bề này nó vàng là mình cho được rồi. Bây giờ vàng rồi mình cũng vớt luôn, mình lấy miếng giấy này mình lót cái dầu. Thì cũng đã làm xong một cái món cá cơm chiên giòn rất là ngon, vừa ăn lắm. Lúc này mình ăn cơm thì mình muốn ăn nó mặn xíu thì mình có thể kèm với nước tương.